quý vị và các bạn thân mến, năm nay thì có lẽ một điều mà những ai ở cao nguyên đều có thể dễ dàng cảm nhận được đó là dường như mùa đông kéo dài hơn. Và chính như vậy thì cái thời tiết lạnh kéo dài đã mang đến cho thành phố Đà Lạt một không khí rất là đặc trưng và những cái hình ảnh rất là đặc biệt. Đó chính là hầu như trên các đường phố thì chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đó là những chiếc áo khoác dày ấm cùng với những chiếc khăn len, mũ len, phải không Hương Thanh? Vâng, đúng như vậy đó Thanh Hải à. Và không biết là Thanh Hải có cảm nhận như Hương Thanh hay không, trong cái khí trời se se lạnh như thế này, chúng ta ngồi ở một cái góc quán cà phê nào đó và thưởng thức một tách trà nóng hoặc là một ly sô cô la nóng và sưởi ấm đôi tay của mình bằng chính tách trà đó hay ly sô cô la đó sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời và dường như tâm hồn của chúng ta sẽ ấm lại hơn, đúng không ạ? Vâng, như vậy thì quả là một ý tưởng rất là tuyệt vời đó Hương Thanh. Và Thanh Hải cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn có dịp đặt chân đến thành phố Đà Lạt trong dịp này thì hãy thử đến một địa chỉ nơi quý vị và các bạn có thể thư giãn trong một không gian đậm chất châu Âu ngay giữa lòng thành phố. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi trải nghiệm không gian đặc biệt này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi đến với thành phố Đà Lạt thì ngoài những điểm tham quan, du lịch hay là nghỉ dưỡng thì du khách còn rất mong muốn tìm thấy được những địa điểm mới lạ và hấp dẫn, vừa mang một nét hiện đại nhưng cũng pha lẫn những nét truyền thống rất riêng của thành phố Đà Lạt. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo chân Quý Vi đến với một địa điểm như thế, nằm tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt. Chào chị Lê Tuyết Phượng. Chào Vy. Thế Vy được biết rằng là chị có một khoảng thời gian rất là dài sống ở nước ngoài. Thế thì vì sao chị lại quyết định là quay trở về thành phố Đà Lạt để mà mở một cái quán nho nhỏ với cái tên cũng khá là đặc biệt này? Đà Lạt vì là quê hương của chị. Chị rất là thích Đà Lạt, đi đâu cũng nhớ về Đà Lạt hết. Và đặc biệt đây là căn nhà xưa giờ chị có. Và vì là chị có cơ hội sống ở nước ngoài rất là lâu và được đi rất là nhiều nước, và chị muốn mang những cái điểm nhìn hay về Đà Lạt cũng như là cái dịch vụ, cái sự tận tình với khách hàng cũng như là cái món ăn rất là phổ biến, mang truyền thống giữa Việt và Tây. Như em thấy là ở đây như là một cái vườn hoa nhỏ, mình đang ngồi trong một cái vườn hoa thật là nhỏ, chị tạo cho khách cảm giác có một cái cảm giác thật là xanh tươi. Và bên trong thì mình kết hợp với những cái vật dụng hiện đại cũng như là cách phục vụ thật là nhanh chóng, thì chị kết hợp những cái hay của Việt Nam và những cái hiện đại của nước ngoài. Vậy thì cái đặc trưng về món ăn, về thức uống của La Chile Đà Lạt là gì ạ? Đặc trưng của mình là mì quảng khô đối với món Việt Nam, và bánh crepe Nutella là món của Pháp. Và mình còn nhiều món nữa như là hamburger, spaghetti. Mình chỉ sử dụng tất nhiên là trái cây tươi tại địa phương, phải biết rõ nguồn gốc. Và mỗi loại nước uống của mình á, là mình không cho đường, đá, hoàn toàn nguyên chất. Và như là Vy thấy đây là ly detox xanh, detox tím, và có cái chức năng là thanh lọc cơ thể. Khi em dùng một ly nước, em cảm thấy là không những nhìn đẹp nhưng em cảm thấy là an toàn, vì mình hiểu được là nguồn gốc trái cây từ đâu, và đặc biệt là không cho đường và đá. La Chile Đà Lạt là để tiếp đón tất cả những khách trong Đà Lạt, khách địa phương, khách du lịch ở trong nước cũng như là khách nước ngoài, là một điểm dừng chân cho toàn bộ quý khách đến đây với một cái không gian sân vườn xanh tươi và những ly nước trái cây thật là bổ dưỡng và những món ăn rất là quan tâm đến chất lượng cho mọi người. Hiện nay thì người tiêu dùng ngoài lựa chọn những cái địa điểm đẹp thì còn rất là quan tâm tới những cái món ăn
vừa an toàn vừa tốt cho sức khỏe nữa. Em hy vọng rằng là Leisure Đà Lạt sẽ trở thành một cái điểm nhấn khi mà du khách cũng như là người dân địa phương nhớ tới mỗi lần đến với Đà Lạt. Em cảm ơn chị Phượng về những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Phan Thanh Sang, chàng trai bắt đầu lập nghiệp từ khi còn là sinh viên đại học với những giò phong lan độc đáo, đầy màu sắc của rừng núi Tây Nguyên, để thỏa mãn đam mê của mình. Với số vốn ban đầu vỏn vẹn 50 triệu.